How are you? Yeah, nice to see you. Xin chào tất cả các em, cô Mi Chiêm đây. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, học một chủ đề mới liên quan đến toys. Okay, let's play là cùng chơi nào. Và chúng ta sẽ let's play with toys. Chúng ta sẽ cùng chơi với đồ chơi nhé. Okay. À, trước tiên thì chúng ta sẽ học một số từ mới liên quan đến toys. Okay. Các bạn nhìn thấy hình ảnh này ở trong hộp mà các bạn vừa xem ở trong video đúng không nhỉ? Các bạn có nhớ đây là đồ vật gì không? À đúng rồi. Ball. 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 Các bạn nhắc lại cho cô nào. Ball. À thực ra là từ này có hai cách đọc. Có anh và anh Mỹ. Anh chúng ta đọc là ball. 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 Nhưng mà anh Mỹ thì chúng ta sẽ phát âm là ball. Ball. Okay. Và giáo trình này là theo anh Mỹ nên là chúng ta sẽ đọc là ball. Okay. Tuy nhiên thì nếu như các bạn ở trên lớp mà các bạn nghe thấy từ này quả bóng thì các bạn có thể sẽ nghe cô giáo phát âm là ball. Nhưng mà thực ra đó là một từ các bạn nhé. Okay. Ball là anh được không nhỉ? Và ball chính là anh Mỹ đấy. Ok, các bạn nhắc lại cho cô nào. Ball. 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 Okay, good. Tiếp theo nào. Balloon. 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 Okay. Balloon nó nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, bóng bay. Cô thấy là rất là nhiều bạn nhỏ thích chơi balloon. Okay. Tiếp theo nào. Doll. À, các bạn cũng nhìn thấy hình ảnh này ở trong video lúc nãy, đúng không nhỉ? Doll. 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 Doll, 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 again, doll, good job, next one, yo-yo, 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 okay, cô thấy là rất là nhiều bạn nam thích chơi với yo-yo, đúng không nhỉ, yo-yo. Okay. Bây giờ các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ chỉ cho cô xem là nó ở bức tranh nào nhé. Okay, now you could listen and then you could point the picture you hear. Okay. Doll. What picture? Bức tranh nào nhỉ? Doll. Okay, four. Doll. Balloon. What picture? Yes. Balloon. Two. Ball. Yeah, ball. Okay, one. Ball. Yo-yo. Yeah, yo-yo. Yo-yo. Good job. Next one, you can match the picture with the word. Bây giờ các bạn sẽ nối hình ảnh với từ của nó cho cô nhé. À, cô xin lỗi các bạn. Chỗ này cô bị thiếu một từ, đúng nhỉ? Balloon. Okay. Picture 1, what is this? Đây là cái gì nhỉ? Okay, doll. Một số bạn nhớ rất là tốt đấy. Và các bạn and you met with A, B, C or D. Các bạn nối với A, B, C or D nhỉ? Nói cái D. Doll. And 2, what is this? Đây là cái gì nhỉ? À, balloon. And you met with A, B or C. Yeah, A. Balloon. And 3, what is this? Yo-yo. Và các bạn nối với B or C nhỉ? C. Okay. Yo-yo. And 4, what is this? Yeah, a ball. Yeah, ball. Ball. Good job. Các bạn nhắc lại cho cô nào. Balloon. Ball. Yo-yo. Doll. Okay. Next one. Memory game.
Okay, I will open the number. Okay, 2 and 8. Oh, it's lucky, right? Is it correct? Có đúng không nhỉ các bạn? À, đúng rồi, cô mở rất là may mắn đấy, đúng không? À, so what is this? Đây là cái gì nhỉ? Đúng rồi, it's a ball, đúng nhỉ? Ball. Next one. Okay, 3. D. Is it correct? Có đúng không nhỉ các bạn? À, no. Okay, I close it. Tiếp theo nào. Okay. Các bạn có nhớ là cô vừa mở thẻ nào mà có balloon không nhỉ? À, đúng rồi. Chính là D, đúng không nhỉ? Balloon. Okay, một số bạn nhớ rất là tốt đấy. Tiếp theo. 3 or 4 nhỉ? À, cô sẽ mở 4 nhé. Okay. Is it a dog? Đây có phải là a dog không nhỉ? À, đúng rồi, dog. Correct. Tiếp theo, các bạn có đoán được là đây là đồ vật gì không? À, lúc nãy là chúng ta học 4 đồ vật, đúng nhỉ? Có balloon, có ball, có dog. À, đúng rồi, đó là Jojo. Okay. Tiếp theo đó là so disappear picture. You will have to look at the pictures and then tell me the disappear picture. Okay? Các bạn sẽ xem là trong bức tranh đó, những bức tranh mà chúng ta vừa học, bức tranh nào bị biến mất nhé. Are you ready? Các bạn chỉ có 5 giây để đọc thôi, nên là các bạn đọc thật nhanh cho cô nhé. Okay? What is this? Cái gì nhỉ? À, đúng rồi, balloon. Tiếp theo nào. À, một số bạn đọc rất là nhanh đấy. Jojo. Ok, tiếp theo. Yes, doll. Ok. Ball. Ok, good. And và bây giờ cô sẽ để cho các bạn 3 giây để các bạn nhớ vị trí của những đồ vật này và các bạn sẽ sắp xếp lại cho cô nhé. Ok. 1, 2, 3, 3, và các bạn sắp xếp lại cho cô nào. 1 là gì nhỉ? Balloon. Đúng rồi. 2 nào? Ball. Ok. 3. Yo-yo. Okay, 4. Doll. Okay, good job. Chúng ta quay lại tập sách của ngày hôm nay. Okay, now look at the picture. Okay, can you tell me who is she? Yeah, she's Julie. Okay, so what is this? What does she have? What does she have? Yeah, she has a balloon. Yeah. Tiếp theo, what his name? What his name? Anh ấy tên là gì nhỉ? His name is Danny. Hoặc là các bạn có thể trả lời là he is Danny, đúng không nhỉ? So, what does he have? Cô hỏi là what does he have? Có nghĩa là thế anh đấy có cái gì đây? À, các bạn trả lời là gì nhỉ? He has a ball. Ok. Tiếp theo nào. Who is she? Cô ấy đây là ai đây? Who is she? Yeah. She's Emma. Ok. So, what does she have? Yes. She has a doll. Ok, good. Tiếp theo nào. What his name? Yeah. His name is Mike. Okay, so what does he have? Yes, he has a Jojo. Okay, good. Okay, bây giờ các bạn sẽ nghe và chỉ cho cô nhé. Page 12. B. Listen
end point. I have a balloon. À, bạn này nói gì nhỉ? I have a balloon. À, thế who has a balloon? Ai có balloon nhỉ? Who has a balloon? À, Julie. Ok, Julie. Tiếp theo nhé. I have a ball. Các bạn nghe thấy gì nhỉ? À, đúng rồi. I have a ball. Thế who has a ball? Ai có ball nhỉ? Yeah, Danny has a ball. Ok, good. Tiếp theo. I have a doll. I have a doll. Yeah. Who has a doll? Yes, Emma has a doll. Good. I have a yo-yo. Các bạn nghe thấy gì nhỉ? I have a yo-yo. Who has a yo-yo? Yeah, Mike. Mike has a yo-yo, right? Okay. Good job. Bây giờ cô sẽ click vào tên đồ vật và các bạn sẽ nghe và nhắc lại cho cô một lần nữa nhé. Balloon. Ball. Doll. Yo-yo. Okay. Tiếp theo, các bạn nhìn hình ảnh đây cho cô nào. À, các bạn nhìn thấy là how many children? Có bao nhiêu đứa trẻ ở đây nhỉ? One, two, three, and four. Four children, right? This is a boy. Đây là cậu bé đúng nhỉ? À, they are boys. Hai người này là những cậu bé. À, they are girls. Còn hai bạn này là con gái, đúng không nhỉ? À, các bạn ấy đang chơi những đồ vật gì đấy? À, cô không biết đây là đồ vật gì. Nên là nếu mà chúng ta muốn giới thiệu đây là đồ vật nào thì các bạn sẽ giới thiệu là is a balloon. Ok, is a balloon. Thế đây nào? Is a, yeah, is a ball. What is this? Còn đây là cái gì nhỉ? Is a doll. Còn đây thì sao? Is a JoJo. Ok. Bây giờ các bạn sẽ nghe và nhắc lại một lần nữa cho cô nhé. Page 13. See. Listen and say. 1. It's a balloon. It's a balloon. 2. It's a ball. It's a ball. 3. It's a doll. It's a doll. 4. It's a yo-yo. It's a yo-yo. Okay, good. Now we could practice more. Để chúng ta sẽ thực hành thêm nhé. Okay, now I will ask you and then you can look at the picture and you can answer. Okay, bây giờ cô sẽ hỏi và các bạn sẽ nhìn vào bức tranh và các bạn sẽ trả lời cho cô nhé. Giới thiệu tên đồ vật, đồ chơi mà các bạn vừa học. Okay. What is this? À, các bạn sẽ trả lời là it's a. Đúng rồi, it's a ball. À, sorry, it's a doll. Good. Tiếp theo nào. What is it? Ah, it's a yo-yo. Good. Tiếp theo. What is this? It's a balloon. Sorry, cô bị thiếu một chữ O ở đây nhé. What is it? It's a ball. Okay, next game. Các bạn nhìn bức tranh và giới thiệu cho cô nào. Đúng rồi, it's the ball.
It's a yo-yo. Tiếp theo nào. Đúng rồi. It's a ball. Cái này thì sao nhỉ? À, it's a doll. Đúng rồi, tiếp theo. Cái này thì sao nhỉ? What is this? Yeah, it's a balloon. Cái này là... Cái phần này là cô bị... Cái này đáng nhẽ như là phần đầu là chúng ta sẽ kiểm tra game về phần từ mới, đúng không nhỉ? Nhưng mà cái phần này chúng ta không cần nữa. Chúng ta sẽ chờ chơi tiếp theo, đó là football quiz. À, trò này các bạn cũng đã chơi rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi lại một lần nữa nhé. Okay, now look at the picture here. What is this? Là cái gì đây nhỉ? It's a JoJo. Okay, so in 1, 2 or 3. Đó là câu ở số 1, vị trí số 1, số 2 hay số 3 nhỉ? Okay, 2. Yes. Next one. What is this? Yeah, it's a doll. 1, 2 or 3? Yeah, 3. Next one, what is this? Yes, it's a balloon. So 1, 2, or 3? Yeah, 1. Next one, what is this? It's a ball. 1, 2, or 3? Yes, 2. Okay, now look at here. Bây giờ các bạn nhìn đây cho cô nào. Các bạn cho cô biết là what's her name? Bạn nào đây nhỉ? Her name is Emma. Okay, so what does she have? Yeah, she has a doll. So what his name? His name is Mike. So what is this? What is this? It's a JoJo, right? Okay, hai bạn đang nói chuyện với nhau, đúng không nhỉ? Và các bạn sẽ điền vào cái cuộc hội thoại này. Okay. Đầu tiên là bạn Emma, bạn ấy gặp Mike và bạn ấy sẽ chào và giới thiệu tên mình, đúng không nhỉ? Vậy thì các bạn hoàn thành câu này cho cô nào? Emma sẽ nói gì nhỉ? À, đúng rồi. Hello, I'm Emma. À, thế bạn Mike sẽ đáp lại là gì đấy? Hi, I'm Mike. Và bạn Emma lại nói gì đây nhỉ? How are you? Bạn có khỏe không? Và bạn Mike, bạn ấy sẽ đáp lại là gì đây? Rồi, I'm fine, thanks, and you? Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta đáp lại lời how are you, đúng không nhỉ? Như là video đợt trước chúng ta có hát bài hello, how are you, đúng không nhỉ? I'm good, I'm great, I'm wonderful, đúng không nhỉ? Nếu mà chúng ta, thay vì chúng ta nói là I'm fine, thanks, chúng ta có thể nói là I'm good, thanks, hoặc là I'm great, thanks, hoặc là I'm wonderful, thanks, cũng được, đúng không nhỉ? Còn nếu như bạn cảm thấy không khỏe thì các bạn có thể nói là I'm not so good, đúng không nhỉ? Hoặc là I'm tired, tớ mệt, đúng không nhỉ? Đó. Và bạn Mai, bạn ấy hỏi lại là and you? Thế còn bạn thì sao? Và bạn em mời bạn ấy đáp lại là gì nhỉ? I'm good, thank you. À, bạn ấy không nói là I'm fine nữa, bạn ấy trả lời theo một cách khác, cũng là khỏe, là I'm good, thank you. Các bạn nhắc lại cho cô nào, I'm good, thank you. Tiếp theo, bạn Mike, bạn ấy hỏi bạn Emma câu gì đây? Do you have any toys? Do you have any toys? Thế
Thế bạn có đồ chơi nào không? Do you have any toys? Các bạn nhắc lại câu này cho cô nào. Do you have any toys? Do you have any toys? Và bạn, các bạn nhìn thấy là bạn em mời bạn ấy có đồ chơi gì không nhỉ? À, có đúng không? Và bạn ấy trả lời là yes, I do. I have a doll. Các bạn nhắc lại cho cô nào. Yes, I do. I have a doll. Yes, I do. I have a doll. À, và bạn em mời bạn ấy nhìn thấy có một đồ chơi mà bạn Mike mang theo. Và bạn em bạn ấy không biết đó là đồ chơi gì. Và bạn Mike, bạn em hỏi là what is it? What is it? À, và bạn Mike, bạn ấy giới thiệu đồ chơi của bạn ấy như thế nào nhỉ? It's a... Đúng rồi. It's a yo-yo. Cuộc hội thoại của hai bạn khá là thú vị đấy, đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng nhắc lại một lần nữa cho cô nhé. Hello, I'm Emma. Hi, I'm Mike. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm good, thank you. Do you have any toys? Yes, I do. I have a doll. What is it? It's a JoJo. Rất là tốt đấy. Thế bây giờ cô sẽ hỏi bạn nhé. Cô sẽ hỏi là do you have any toys? Thế các bạn có đồ chơi gì không? À, các bạn sẽ trả lời là gì nhỉ? À, nếu như bạn nào có thì các bạn sẽ trả lời giống như bạn em đúng không? Yes, I do. À, và các bạn sẽ giới thiệu xem là mình có đồ chơi gì đằng sau nhé. I have a doll, hoặc là ví dụ như các bạn có a ball chẳng hạn, đúng không? Có quả bóng thì các bạn sẽ giới thiệu là gì? I have a ball, đúng không nhỉ? Và nếu như bạn muốn hỏi lại là bạn Mike, bạn ấy có đồ chơi gì không? Thì các bạn có thể hỏi là do you have any toys? Và bạn nếu như có thì bạn Mike cũng sẽ trả lời là yes, I do. Nhưng mà bạn Mike, bạn ấy lại không giới thiệu là bạn ấy có cái gì. Nên là bạn M lại phải hỏi một câu nữa là bạn có cái gì thế? Thì bạn M sẽ hỏi là what do you have? Hoặc là what toys do you have? Bạn có đồ chơi gì thế? What toys do you have? Và bạn Mike sẽ trả lời là I have a JoJo. Ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây cho cô nào. Bây giờ các bạn sẽ giới thiệu những đồ dùng học tập ở đây cho cô nhé. Ok. It's a pencil. Tiếp theo nào. What is it? It's a marker. What is it? Yeah, it's a pen. What is it? No, it's a crayon. Rất là tốt. Các bạn sẽ thực hành thêm giới thiệu những đồ dùng học tập của mình với cấu trúc là is a cộng với đồ dùng học tập của mình nhé. Ok. Tiếp theo là bài hát I have a ball. Bây giờ các bạn sẽ đọc lời bài hát cho cô nào. I have a ball. Tiếp theo. It's a ball, ball, ball. Rồi, I have a ball. Ok, tiếp theo nào. I have a JoJo. It's a JoJo. Rồi, JoJo, JoJo. I have a JoJo. Tiếp theo. I have a doll. Rất là tốt. Tiếp theo nào. It's a doll, doll, doll. I have a doll. I have a ball. It's a ball. Oh, sorry. I have a balloon. It's a balloon. Balloon, balloon. I have a balloon. Ok, bây giờ các bạn sẽ cùng nghe bài hát, lời bài hát cho cô nhé. Và các bạn sẽ thực hành hát theo nhé. Are you ready? Thank you.
I have a ball. I have a ball. It's a ball, ball, ball. I have a ball. I have a yo-yo. I have a yo-yo. It's a yo-yo, yo-yo, yo-yo. I have a yo-yo. I have a doll. I have a doll. It's a doll, doll, doll. I have a doll. I have a balloon. I have a balloon. It's a balloon. Bài học của chúng ta dừng ở đây. Các bạn sẽ thực hành thêm lời bài hát và thực hành giới thiệu tên của những đồ dùng học tập hay là đồ chơi các bạn vừa học, cũng như là giới thiệu xem là các bạn có những đồ dùng học tập hay là những đồ chơi nào ở nhà thêm nhé. Ok, goodbye, see you.